nhớ dòng chồng phi sẽ đời à, nó nào cũng sẽ cho giúp nhiều ít xíu à chỉ tập bón được một xíu chú hết rồi sẽ bao giờ nữa cái liền như sao thì nó sẽ bây giờ dạo à nó bao thế bây giờ dạo dòng hết rồi thì nó cũng sẽ rồi dạo giúp nhiều sẽ được à đó cũng sẽ đấy nhớ đồ đó tao kể nó to tao kể nó to đấy mà xếp cùng nhớ to to thôi tôi muốn mua dùng mà nhớ cho tỏ các cây cho nó cứ chính tôi giao cho mua dùng để nó chấp phương gì đó. Ô tí tí bà đây đi lọc cười thế cho biết sẽ làm sao dù cho bây giờ dù cho sẽ làm sao nằm ít xe lấy chỉ cho chỉ một cái lọ rẻ lấy chỉ cho nhỉ à xây cũng cho video đi hết rồi tất nhiên cả tôi đến để sáng sớm có nhà hàng bốc cho là bắt đầu nữ nó là nữ sớm thì để cái liệu nó sẽ xếp bình như thế này bỏ cái hay hết rồi tôi phải dùng chỉ chơi và chỉ chơi cho tôi giải trong sớm thì dùng thay cho tôi là đi sớm rồi mà chờ trong bao nhiêu nữa mà chờ nữa vẫn đợi học phần đông này học không nào làm ăn đàng nữa mà đàn mà cô dùng cho cười thế đó bây giờ đó tí giả cho thế mà anh đừng bơi họ thế đó để được cô mà dùng cho cười hết nữa bây giờ này mua cho bây giờ nhất là tôi hai cỡ cô hai lùi nhất là thế nào lấy hai lùi mông lấy chỉ bơi thế nào ít tiền thắng đi giật gì nữa ít tiền cô hai lùi nhất là nữa áp bên lò cô chỉ bơi này là áp bên lò đợt đi chỉ mình đi hết đi cho bao nên giặt gì cũng hết rồi cho nên mà bây mong mà trong đâu giặt chua họ bây giờ chính cơ mà tôi cho mình nhỏ đàn dây hơn đời thâu đà hết bây cho mình nhỏ này cũng cú chế uốn nọ đây nè uốn nọ qua uốn nọ có thua tay nó mà nên mua kia nhiều không mềm mềm đi nhiều cái mềm mềm ở nhiều cái mềm mềm nói đấy nhiều cái mềm mềm cho là cho cái luôn đi để cú rô rô đó không nên thôi để cú cú thì cho là lát đó nè để chia ra nếu muốn đầu này không nè mà nhớ dùng đồ cho mình nhỏ cú cú chế nè cú 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 ở uồn nó in không chụp nó không chụp cú chế đâu nè này cú cú ở tờ hình lù này cú chế là chế tàu đó mà nên giờ mình nhỏ số cút chế giờ này cho phụ nữ nhất là lấy cỡ lấy chỉ bốn lùm nhất là lấy chỉ bốn lùm mong lấy cỡ của hai ớt lùm lùm nhất là thế nào giờ thôi đi giặt gì cũng hết giờ à, xin chào anh chị em nhá giới thiệu cho anh chị em là đây là thốt thốt non cho trẻ con bị sốt sốt rét lấy một ít cho cây bá cho một ít nước sôi cho nó thì một tí nó cho trẻ con nó uống thì đau đớn nha khỏi bệnh nha xin chào mọi người nha thật gì sẽ đây ạ cô hay ít hoa lâu lâu nhất là đợt đi nó nên giặt gì đó cô hay ạ cho khoa thì dù chỉ cần đó chỉ dù hai chân chỉ cho bao hai chế mấy chị chỉ cho dòng chân ở bắp bắp luôn đàn nóng là nó giờ giặt gì nữa cái gì nữa cho mà cô dòng cho cười nữa
dùng đâu dạ đó mà cô chỉ cô dùng cho ở mình nhỏ cô chế cô muốn trẻ muốn đẩy cho nó xí cho mà nên gà kia nó bỏ thì tê lo cái kia sẽ cày lò bỏ này nên tao chế mà lo chăm mắt tuần đầu cười ta nên cho bỏ thì cho chiếc cầu này cho chiếc cầu mà nên tôi mình chăm mắt nó tông đâu mà cho chiếc cầu nên tôi tái này mà nên muốn bỏ đâu tao tê nhận đồ giờ hả này cho bây giờ này Ở đây xe dọa, chẳng có gì dọa. Ở đây xe dọa.